Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video mấy cái món đồ chơi nho nhỏ đây này. Món này thì chỉ dành cho anh em nghịch phá chơi vui thôi nhé. Đây, một cái con động cơ hai thì Trung cắt trong cái lô máy cano cho đấy nè. Nòng gan nhá, động cơ hai thì khá là nhỏ gọn luôn. Đây, gan tay này, đường kính chỗ này nó tầm khoảng 12 cm nhé, 12 cm. Đây, cái gà cốt hình vuông nhé nè, cốt vuông nó tầm khoảng mấy gì? 11, 12 ly gì đấy. Chung thử xem. 12, khoảng 11 ly nhé. Rút cái bọt chế ra luôn. Nhìn nó rất là gọn nhé. Tầm bên trong nhìn thấy này. Trong lớp nó còn một ít nhớt cặn, mấy cái lỗ bu lông này nó chảy ra này, lỗ bu lông bắt cái mặt bít đi. Khá là gọn thế này, bộ chế cái dạng cổ nhét nha. Chế này thì gọi là cho có thôi, anh em mà có độ chế gì được thì thay mấy cái bộ chế đời mới bây giờ này, không may gì đấy mà chạy nha. Trung báo một vài cái thông số của nó. Con này là Anjani, hàng của Anh nhé. Cái dung tích xi lanh của nó là 158cc, bê tông là 57, hành trình là 62 nhé. Bê tông 57 ly nhé nè. Hai thì lòng nước nha, hai cái ống nước vào ra này, ra vào này có nước là chạy nha. Lô này thì nó cũng tương đối là nhiều con nhé nè. Con nào à, anh em có nhu cầu sử dụng thì anh em cứ alo nhé. Món này thì có mua bán thì Trung giao ngẫu nhiên nhé nha. Con nào lựa ra con nào còn lăng, còn lăng thì giao ngẫu nhiên nhé. Tất cả là nguyên viên bãi, là chưa bung bỏ nhé nè. Ra cái cốt hình vuông như vậy đây, rất là gọn luôn. Bên chỗ bánh đà này, đây, nhìn ngang như thế này nhá, nhìn mặt sau này, rồi động cơ hai thì là đứng nằm nghiêng ngửa gì kiểu gì cũng nổ được. Anh em dọn sạch sẽ, dọn lửa, dọn xăng là nó chạy thôi. Món này thì để dành cho anh em đam mê hoặc đi hay quay ở nhà thôi nhé. Trung báo lại cái thông số 158 phân khối, bích tông 57 nhé, hành trình 62 nhé. Đưa ra cái cốt vuông sẵn như thế này, anh em có lắp chạy cho cái máy móc kéo độ chế gì đấy thì anh em cứ nghiên cứu giúp nhé. Máy thì đây là cứ một con tượng trưng thôi, số lượng thì nó như thế này, còn nhiều nữa lựa ngẫu nhiên, con nào còn lăng thì tại vì còn rất là nhiều con nó cũng thiếu đồ, một là bị thiếu đồ rồi cắn mớp các thứ, nên Trung chỉ đăng một số trong một số ít trong cái số trong cái lô này thôi nhé. Còn con nào lăng được thì
thì Trung Trung mới đăng nhá. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn em đã xem video nhé.